Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Chuyện gì cũng biết và hãy cùng chúng mình cập nhật những tin tức nổi bật có trong ngày. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc viếng ba liệt sĩ hy sinh ở Đồng Tâm. Từ 7 giờ 30 hôm nay, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ, người thân đã về nhà tang lễ quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội để viếng, tiễn đưa ba liệt sĩ hy sinh khi làm nhiệm vụ tại Đồng Tâm. Tường thuật trực tiếp, 9 giờ 51 16 01. 9 giờ 21 16 01 9 giờ 16 16 01 8 giờ 56 16 01 8 giờ 4 16 01 8 giờ 2 16 01 7 giờ 46 16 01 Theo ghi nhận, Công an thành phố Hà Nội huy động hàng trăm cảnh sát bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông tại nhiều nút giao tuyến phố như Lò Đúc Nguyễn Công Trứ, Trần Thánh Tông, Hàng Chuối, Phạm Đình Hổ, 7 giờ 38 16 01 Thông tin từ Bộ Công an. Ngày 16 tháng 1, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an tổ chức trọng thể lễ tang ba liệt sĩ theo nghi thức của lực lượng Công an nhân dân. Tại nhà tang lễ quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội. Theo đó, lễ tang diễn ra từ 7 giờ 30 đến 12 giờ 30. Trước đó, ngày 9 tháng 1, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự xây dựng tường rào bảo vệ sân bay Miếu Môn tại địa bàn xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức thành phố Hà Nội, một số đối tượng chống đối đã sử dụng lựu đạn, bom xăng, tuyếp sắt gắn dao nhọn tấn công lực lượng thi hành nhiệm vụ. Ba cán bộ chiến sĩ công an đã anh dũng hy sinh gồm Đại tá Nguyễn Huy Thịnh sinh năm 1972 phó trung đoàn trưởng Trung đoàn Cảnh sát cơ động thủ đô, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động. Đại úy Phạm Công Huy sinh năm 1993 cán bộ đội chữa cháy và cứu nạn. Cứu hộ số 3, Phòng Cảnh sát Phòng Cháy, Chữa Cháy, và Cứu nạn, Cứu hộ, Công an thành phố Hà Nội. Thượng úy Dương Đức Hoàng quân sinh năm 1992 tiểu đội trưởng. Trung đoàn Cảnh sát cơ động thủ đô, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, 7 giờ 36 16 01 để đảm bảo an ninh, an toàn giao thông thông suốt, phục vụ lễ tang ba liệt sĩ công an nhân dân hy sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ ngày 9 tháng 1. Tại xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội, công an thành phố Hà Nội phân luồng giao thông và tổ chức hướng đi cho các loại phương tiện như sau. Cụ thể, từ 6 giờ đến 13 giờ 30 ngày 16 tháng 1. Hạn chế các xe ô tô chở hàng có khối lượng hàng hóa chuyên chở từ 500 kg trở lên. Xe ô tô chở khách từ 25 chỗ trở lên trừ xe buýt. Xe thu gom rác, xe giải quyết sự cố, xe có phù hiệu bảo vệ, xe phục vụ lễ tang trên một số tuyến đường, Trần Hưng Đạo, Hai Bà Trưng, Lê Thánh Tông, Lò Đúc, Nguyễn Công Chứ Đoạn Lò Đúc đến phố Huế, Trần Khánh Dư, Đê Nguyễn Khoái trong khung thời gian từ 11 giờ 30 đến 13 giờ 30 ngày 16 tháng 1. Hạn chế thêm đối với các loại phương tiện nêu trên hoạt động trên các tuyến Trần Thánh Tông. Lý Thường Kiệt, Lê Duẩn, Giải Phóng, Ngọc Hồi, Phan Trọng Tuệ. Đối với các tuyến phố khác, các phương tiện chấp hành theo quyết định số tháng 6 năm 2013 quy đờ Ủy ban Nhân dân ngày 25 tháng 1 năm 2013 của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội quy định về hoạt động của các phương tiện giao thông. Công an thành phố Hà Nội yêu cầu tất cả các chủ phương tiện. Người tham gia giao thông phải tự giác chấp hành luật giao thông đường bộ và sự hướng dẫn, điều tiết phân luồng phương tiện của lực lượng thực thi nhiệm vụ. Trong thời gian diễn ra lễ tang, công an thành phố thông báo phân luồng và tổ chức hướng đi cho các phương tiện cho diện hạn chế tham gia giao thông theo tuyến đường như sau. Các xe ô tô trong diện hạn chế tạm cấm từ quốc lộ 5 đi các tỉnh phía Nam theo quốc lộ 1B qua cầu Vĩnh Tuy, Thanh Trì. Xe từ quốc lộ 5 đến Pháp Vân hoặc các hướng qua cầu Thanh Trì Cầu Vĩnh Tuy theo hướng Tam Trinh, Minh Khai đến Pháp Vân đi theo quốc lộ 1B hoặc ngược lại từ quốc lộ 1B qua cầu Thanh Trì đến quốc lộ 5 hoặc theo hướng Tam Trinh lên cầu Vĩnh Tuy đi theo hướng đến quốc lộ 5 về các tỉnh phía Đông, Bắc. Xe từ tỉnh phía Nam đi về các tỉnh phía Bắc theo đường quốc lộ 1B đến nút giao Pháp Vân đi đường Vành đai 3 trên cao theo Phạm Hùng, Phạm Văn Đồng, cầu Thăng Long về các tỉnh phía Bắc, hoặc từ quốc lộ 1B rẽ đường dẫn tỉnh lộ 427 đến ngã ba Thường Tín. Rẽ trái tho đi tỉnh lộ 427 CNco 5 Phúc La Văn Phú Lê Trọng Tấn Đại lộ Thăng Long đi các hướng đến các tỉnh phía Bắc Tây Bắc. Các phương tiện từ các tỉnh phía Nam đi phía Bắc chủ động chuyển hướng theo quốc lộ 1B. Tại nút giao cầu rẽ quốc lộ 1B hoặc ngã ba thường tín quốc lộ 1B. Đi quốc lộ 1B đến Pháp Vân lên đường trên cao qua cầu Thanh Trì hoặc qua cầu Thăng Long, các phương tiện đi vào nội thành Hà Nội xuống nút giao Nguyễn Xiển khuất duy tiến Trần Duy Hưng Đại lộ Thăng Long. Từ quốc lộ 6 đi về phía đông theo hướng quốc lộ 6 Quang Trung Trần Phú Nguyễn Trãi Nguyễn, xiển theo các tuyến về phía đông, 7 giờ 35 16 01. 7 giờ 25 ngày 16 tháng 1, khu vực cổng nhà tang lễ quốc gia trên phố Trần Thánh Tông Hà Nội. Công an thành phố Hà Nội huy động lực lượng phân luồng. Đảm bảo ANTT nơi diễn ra tang lễ ba cán bộ chiến sĩ. Thông tin từ Bộ Công an, ngày 16 tháng 1, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an tổ trước trọng thể lễ tang ba liệt sĩ theo nghi thức của lực lượng công an nhân dân. Tại nhà tang lễ quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội. Theo đó, lễ tang diễn ra từ 7 giờ 30 đến 12 giờ 30. Trước đó, ngày 9 tháng 1, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự xây dựng tường rào bảo vệ sân bay Miếu Môn. Tại địa bàn xã Đồng Tâm huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội, một số đối tượng chống đối đã sử dụng lựu đạn, bom xăng, tuyếp sắt gắn dao nhọn tấn công lực lượng thi hành nhiệm vụ. Ba cán bộ, chiến sĩ công an, đã anh dũng hy sinh, gồm Đại tá Nguyễn Huy Thịnh sinh năm 1972 Phó Trung đoàn trưởng Trung đoàn Cảnh sát cơ động thủ đô, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động Đại úy Phạm Công Huy sinh năm 1993 cán bộ đội chữa cháy Và cứu nạn, cứu hộ số 3, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy, và cứu nạn, cứu hộ, công an thành phố Hà Nội Thượng úy Dương Đức Hoàng Quân sinh năm 1992 tiểu đội trưởng trung đoàn cảnh sát cơ động thủ đô bộ tư lệnh cảnh sát cơ động hãy viết đôi điều về video này dưới phần bình luận nhé